làm gì cũng được hết trơn á. Và chính giữa pin là một cái tấm giấy cellulo được bổ sung hydrogel để lấp đầy khoảng trống giữa các sợi cellulo. Tấm giấy đóng vai trò là vật ngăn cách giữa hai điện cực in trên hai mặt giấy. Còn mực dẫn điện được sử dụng để in hai cái điện cực này là sẽ có kẽm, mũi than, mangan, nickel, nói chung là những cái loại mà kim loại đó. Dạ, và khi quá trình in điện cực này hoàn thành á, thì nhóm chuyên gia nhúng toàn bộ pin vào một cái chất điện ly, sau đó thì phủ lên cả hai điện cực một lớp vàng mỏng, và lớp vàng mỏng nha, để tăng cái tính dẫn điện. Thành phẩm này thì nó dày khoảng 0,4mm và bị phân hủy bởi các sinh vi sinh vật chỉ trong một tháng sau khi chôn xuống đất nha. Và ngoài việc sử dụng trong thiết bị điện tử dùng một lần thì pin giấy này cũng có thể dùng cho thiết bị điện. Bình an, tâm chúng ta bình an thì tất cả mọi việc nó sẽ dẫn đến một cái năng lượng làm việc ổn nhất và hiệu quả nhất. Tất cả những gì trải qua chúng ta tạm thời gác lại qua một bên và chúng ta chỉ nhìn. Mỗi năm phân xưởng công ty cổ phần phân bón Dục khí Cà Mau đang hợp tác với các đối tác quốc tế nghiên cứu để sản xuất dòng sản phẩm hữu cơ vi sinh trong thời gian tới. Tối qua tại